Mời các bạn đến với set đấu thứ nhất, trận đấu với đội xã Suối Đá ở phía bên đây lưới và đội xã Phan ở phía bên kia lưới các bạn. Đây là giải bóng chuyền vô địch huyện Dương Minh Châu năm 2020. Đây là trận đối đầu của đương kim vô địch năm rồi xã Phan và áo quân năm rồi Suối Đá nha các bạn. Phía đội hình ra quân của Suối Đá, số 12 Nhân, số 1 Kha, số 4 Quân, là các bạn đang có sự cố về lỗi kỹ thuật, lỗi vị trí trên sân nha các bạn. Nhân ơi, Nhân không biết số chỗ nào thì hỏi người ta, rồi ghi tầm bậy tầm bạ rồi giờ lộn tầm mèo rồi đó. Xin đăng ký lại, không biết thì đăng ký lại để lỗi đôi tí rồi. Cái này không biết ghi, nó không biết ghi. Nó tưởng nó hàng cái hàng trên, hàng trên nó theo cái dòng đó nhưng mà không phải. Giờ nó vậy sao giờ. Không biết thì hỏi người ta, ghi sơ lại, thằng này dở. Phía đền ra quân của số 8, số 9 Bảo, số 4 Quân, số 1 Kha, số 3 Ga, số 11 Quy, số 12 Nhân. Chấm hỏng điểm cho xã Phan 1-0. Phía hình ra quân của xã Phan gồm có số 7 Hải Cao, số 6 Khoa, số 1 Cang, số 10 Tú, số 7 Dương và số 8 Minh Lương. Điểm xã Phan 2-0. Chắc
cho anh em thôi chứ view cũng mấy trăm mà coi gì. Anh quay mấy kèo ấy tặng mấy ngàn, mười mấy ngàn không mới có tiền, chứ còn mấy trăm có tiền. Nãy em kêu chỉ em thì chắc ai chỉ em cho là ba tiền rồi. Em không chịu kêu anh ra, anh tính anh bỏ ghế Nguyễn quay tính ra rồi, không thấy ai quát lợi hết. Sao dám ra đúng không? Phải quát lợi, kêu bỏ quát lợi liền. Đứng sớ rớ đó mà không ai kêu á. Quay cái xe màu à, xếp hai tính xuống hỗ trợ mà không ai kêu hết nên thôi. Điện bộ xếp hai tính nghỉ quay, nói tiền tính rồi mà không ai kêu vô, đâu dám vô đâu. Phải kêu vô, ồ vô tỷ vô liền chứ đâu dám. Ừ thì kêu rồi vô mà, tại không kêu đâu dám vô. Bữa nay đâu đánh nữa nè, đánh gì cấm. Đâu được đâu, sắp ngay từ đầu báo số từ đầu rồi, không sắp được nữa. Không có báo số từ đầu rồi. Đưa cái phiếu cho Vi mà Vi không biết cách đi, đi mặt Vi chỉ Vi ấy rồi cái
giờ hình thì ship ra hết trên giấy đó chứ đâu phải ship thấy đâu, mình đâu nói miệng được. Có
được nghĩ được như vậy mà. Làm bình thường như vậy đâu thôi. Dạ. Thôi thôi. Không nghĩ hả? Nghĩ là không có việc của ai. Mấy phút. Mấy người. Cái mắt mình này ấy. Còn tôi viên nói chung là dân tộc của thầy bệnh đại gia đó. Bệnh đây có gì đâu đương kim du lịch năm rồi sở mang với lại áo quân năm rồi chú đá đương kim du lịch năm rồi sở mang ở đây là áo quân năm rồi hỏi sao mà không bản này là bản gì nó dục vô ngay bản này nó ghê lên chút nữa trời Đức bên phần đây dần dạng như là Đức bán phần là trung yên tính. Đúng rồi, trận đối đầu giữa đương kim vô địch năm rồi và áo quân năm rồi nha các bạn. Quá kịch tính nha các bạn. Hiện tại là Suối Đá đã dẫn trước 24, 23.
Đây là dòng bảng của đây là bảng của bảng bảng B nha các bạn. Bảng B có 3 đội gồm có Suối Đá, Xã Hoàng và Giáo Dục. Có thể nói đội Suối Đá bắt nhịp hơi chậm nhưng về sau càng đánh càng hay nha các bạn. Hiện tại đang dẫn trước Xã Hoàng 1 điểm. Tỷ số bây giờ là 24-23. Suối Đá phát bóng nha các bạn. Điểm cho Xã Hoàng 24 đều. Quá hấp dẫn các bạn ạ. Bảo Bảo vừa có pha cắt bóng ăn tay ra ngoài. Điểm cho Suối Đá 25-24. Điểm cho Xã Hoàng 25 đều. Xếp 1 diễn ra gần 30 phút nhưng chưa phân thắng bạn nha các bạn. Số 12 Nhân Nguyễn bên Suối Đá đánh bóng chạm lưới. Điểm cho Xã Hoàng 26-25. Bóng ngoài đến Xã Hoàng 27-25. Kết thúc set đấu thứ nhất, Xã Hoàng tạm dẫn trước 1-0.